Buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn nhà đẹp giá rẻ chỉ có 4 tỷ 300 triệu đồng tại trục đường quốc lộ 1A sát bên với quận Gò Vấp nha. Một căn nhà xây mới hoàn toàn năm 2023 với diện tích ngang 4 sâu vào 16m, thiết kế một trệt một lửng hai lầu, sẽ có khu vực sân xe máy, gara ô tô, phòng bếp, phòng lửng là phòng tiếp khách. Chúng ta có 3 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, có phòng thờ và căn nhà chỉ có 4 tỷ 3 thôi nha. Hướng chính là hướng đông nam, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là đông tứ trạch. Đường trước nhà là con đường rộng lên tới 8m, đường thông và hẻm một xẹt của trục đường quốc lộ 1A sát bên với quận Gò Vấp nha. Đường xe hơi xe tải ra vào thoải mái, căn nhà mình sát với quốc lộ 1A luôn. Đường rất rộng, xe hơi chúng ta có thể đậu trước nhà nha quý vị. Và chúng ta cùng nhà đất Bá Hưng di chuyển vào khu vực phía bên trong. Một căn nhà rất đẹp, xây mới và sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ hết rồi. Trệt lửng 2 lầu, giá bán chỉ có 4 tỷ 300 triệu đồng thôi. Khu vực gara và ô tô rất là dài, dài được tầm 10m nha quý vị. Hai bên tường thì chúng ta sẽ được ốp gạch và bên tường bên tay phải sẽ được làm tủ rượu nha anh chị. Dưới được ốp sàn gạch 80. Căn nhà giá rất là rẻ, rất là bình dân nha. Chỉ có 4 tỷ 300 triệu đồng thôi. Bên ngoài thì có một lớp cửa sắt và một bộ cổng sắt 4 cánh phía bên ngoài, khoảng sân 2m. Đấy, ngoài trời đang rất là mưa nha anh chị. Đây em chỉ quay được khu vực bên trong này thôi. Hướng đông nam, đông tứ trạch. Anh chị nào quan tâm đến căn nhà giá rẻ này hãy gọi trực tiếp về tới nhà đất Bá Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình nhá. Cầu thang đúc rộng 90, trụ và tay vịn là gỗ cam xe, kính cường lực dày 10 ly. Phòng bếp thì chúng ta sẽ được tặng lại bộ mà sẽ được làm bộ tủ bếp gỗ sồi Nga, trên có đèn chùm thạch cao. Tường bên sẽ được ốp gạch lên cao tầm 1m2 nhá. Đấy, rất là rộng rãi luôn. Căn nhà giá rẻ chỉ có 4 tỷ 300 triệu đồng thôi. Anh chị nào quan tâm đến căn nhà này hãy gọi về tới em Hưng nhá. Một căn nhà giá cực kỳ mềm, 4 tỷ 300 triệu rất là rẻ nha anh chị. Và anh chị nào quan tâm đến căn nhà này hãy gọi ngay về tem Hưng. Cho xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh và bấm chuông nha. Đường trước nhà mình là con đường rộng 8m, đường thông nha mọi người. Và cùng em di chuyển lên phía bên trên khu vực tầng lửng phòng khách nha. Căn nhà hướng đông nam, phòng khách này khá là rộng luôn, trên có đèn chùm, tường được dán tranh dán tường. Đấy, căn nhà cũng rất là ok luôn. Giá ở một đại gia đình được. Giá bán của nhà mình rất là êm, chỉ có 4 tỷ 300 triệu thôi. Rất là rẻ nha anh chị. Giá này còn rẻ ngang với đất luôn. Nhà nằm sát với quận Gò Vấp, ngay trục đường quốc lộ 1A thuộc phường Tân Thới Hiệp của quận 12 nha. Ở đây thì gần với trục đường Nguyễn Văn Quá nha anh chị. Gần với ngã 3, ngã 4 đường Nguyễn Văn Quá và đường quốc lộ 1A. Trên này chúng ta sẽ có hai phòng toilet riêng. Đấy, phòng có ban công ra ngoài luôn. Phòng rất là rộng nha anh chị. Có ban công ra ngoài đầy đủ. Đấy, căn nhà giá rẻ, có sẵn đường máy lạnh hết rồi. Cửa sổ ra giếng trời. Anh chị về chúng ta mua có thể bỏ thêm khoảng tầm 10 triệu sơn lại tường cho nó đẹp tí. Sơn dặm vá lại khu vực tường. Thì nhà này cũng đã ở rồi nên là nó hơi ố tường một chút xíu nha. Ta về bỏ thêm 10 triệu vài triệu sơn lại tường tí là đẹp nha anh chị. Và di chuyển lên khu vực lầu 2 sẽ là không gian phòng ngủ số 3. Đấy, phòng số 3 này. Phòng thì giống nhau thôi, chưa có nội thất. Ốp gạch 60, tường thì được sơn nước. Có ban công ra ngoài, toilet riêng. Phía sau đây là khu vực phòng thờ hoặc là phòng ngủ số 4 cũng được. Có sân thượng sau để chúng ta ra giặt phơi đồ ở đằng sau nha.
Cái khúc phía sau này thì chúng ta có thể giặt phơi đồ được này. Có khoảng phía sau nha anh chị. Căn nhà giá rẻ chỉ có 4 tỷ 3 thôi. Và video của em Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.